Rồi chào tất cả các bạn nha. Bữa nay hai mẹ con siêu mẫu cũng định làm clip gì vậy bạn, nghe nói làm tôm gì á, nhưng mà trước mắt thấy trước khi làm clip thì thấy khuôn mặt của mấy siêu đường suy nhược cơ thể. Ở đây các bạn coi cái ghe này đang tìm thay ma nè, nói chung là đang tìm xác chết đó bạn. Nãy đâu ta? Cái ghe này ghe ngộ ở đâu cha? Này ghe tìm xác chết đó bạn. Họ treo cái cờ đó, cái chữ thập á màu đỏ đó. Mấy cái ghe này lạ lắm, hồi trước là mấy cái vỏ lãi kia kìa. Rồi có chuyện để nói nữa rồi đó. Không biết ở đâu. Chí nhìn cái ghe đó là chí đó. Ủa? Chạy nãy giờ đảo vòng vòng đây nè. Cái gì? Nhìn cái lá cờ màu trắng đó, chữ thập màu đỏ là biết rồi, còn hỏi kiểu cái gì? Tới một chuyện trời. Thầy ớn kìa. Vậy vô đây ngồi đi. Ngồi đó câu cá. Chỉ các bạn ơi chồng ngăn á. Em dễ củ sủ á. Bữa nay củ sủ thay phiên hành đạo chạy ghe lái thức ăn rồi. Nay chú Hai giật tật mình không có một chuyện đó. Nên củ sủ chở thức ăn giùm ổng. Rồi ra ngắn rồi qua bên đây hai mẹ con siêu mẫu định làm món gì đây? Miếng tôm tiết gì đó. Món tôm tiết gì á? Nó chạy hả? Vậy nó chạy đảo vòng vòng luôn trời. Kìa chạy lên tới mỏ tôm 4 luôn rồi kìa. Rồi cái bèo con nó sống nó lắc rồi nè. Nghe không mấy cái bèo nghe không kia? Nghe két két không? Đó, nó lắc á. Cái tôm. Bà xinh đẹp cũng mới về dưới nhà rồi. Nói chung là trước Tết tới giờ bà ít nào bà ở rất chiều luôn. Trưa bà xuống bà cho ăn chút xíu, khoảng tiếng mấy là bà về rồi. Bà cá năm nay cho ăn nó cũng khỏe hơn mấy năm trước. Mình câu được với mấy anh em, mình câu cá mà Vinh mình để đây nè. Qua sao câu không có con nào ăn hết trơn. Bữa đó mấy anh em mình giật cá mà Vinh mận mê ha. Cũng lâu à, nửa tháng hơn à. Chứ sao trời, cái ghe đó, ghe đó là ghe cấm cờ đầu hàng mới chịu à. Cấm cờ đầu hàng, ồ sao trên mẫu ba đông dữ vậy? Thiệt. Thấy trên mẫu ba đông người dữ vậy? Không, để mình vô lại nha bạn. Kìa cái ghe cũng đâm thẳng lên mẫu ba kìa. Sao mà chắc thấy được. Kìa đang chạy thẳng lên mẫu ba đó, trên vò dạ mẫu ba thấy người ta đứng ngược chân không? Để coi thử coi. Thấy mẫu ba ta đứng nhấp chân chảnh kìa. Hơi khá xa bạn, bởi vì mình do nó không thấy rõ không. Mình đang đứng ở dưới là mẫu 4, bên kia là mẫu 3. Cái ghe mà đi tìm xác chết đó, chạy tới mẫu 3 rồi đó. Chứ sao về vậy? Hôm nay trồng trỏng hả? Ừ. Đâu rồi? Sao quá mình do nó lắm tiêu ở đây nè. Bị quất mẹ chứ chung rồi. Không thấy nó tấp nè, mà ở cái dân của ba đông dữ lắm. Không thấy cái gì tấp vô. Đứng ngự dân em của ba thấy không? Kìa nó đang bò vô để coi. Đúng rồi, nó chạy vô kìa. Rồi chạy vô mẫu ba sư mẫu ơi. Chạy vô mẫu ba gì kìa. Rồi chạy vô mẫu ba gì kìa. Coi đây. Rồi mẫu ba thẳng tiên. Rồi tới con chuyện rồi, mẫu ba dân mẹ có tèo ba quát. Thì cái chân tèo bao phát đó. Bà cầu gạch miễu qua tới đây luôn hả? Rồi cái chân tèo bỏ ba luôn. Đâu dữ ba. Phía trên nhà mà bè có tèo bao phát. Tới một chuyện rồi. Cái gì vậy? Rồi sao người có thấy xíu. Bỏ ba như cái chợ rồi kìa. Lấy đông người nghi lắm mà. Cái bè đó là bè có tèo bao phát trên đó rồi. Đâu vô nữa không? Không, không rõ không, tại vô con cháu nắng mặt trời. Dữ
không có mờ, điện thoại này John thì gõ lắm, nhưng cái là nó hơi chói nắng mặt trời. Mở ba cái chân bẹt nó tèo quá quát. Đó, nó bò vô thấy đông người quá mà. Xe nó quẹo vô mở ba ị ị chảnh luôn kìa. Nó quẹo vô mở ba rồi, thấy mở ba đứng ngóc chân người thấy nghi nghi lắm, nó quẹo vô rồi. Sợ chân luôn kìa. Tôi thấy nó quẹo vô bên trong kìa, bò phát kìa. Đó, đó. Cái gờ trắng phát phát đó. Ừ, nó bò phát ngay chân cái bèo, tèo bò phát cái tèo đồng đó. Cái chân đó. Chắc cái chân dạ mỏ tôi đứng người ta thấy nó mà đó, người ta mới kêu nó, bây giờ nó chạy vòng vòng đậu ngay chỗ đó rồi đó. Được rồi, để diễn tả, nhiêu đủ rồi. Rồi hồi trước Tết tới giờ sao liền sọ với ta. Tới một chuyện chứ. Bữa nay định làm món gì xem không? Ừ, tôm cháy nấu canh chua với tôm cháy ăn, ăn đâu đủ luôn bạn ơi, thứ gì chịu nổi. Không sư mẫu mình bá sen lắm, bá ăn tôm không à. Nói chung là bữa nay ở làng bè này sen lắm, ăn tôm không à. Tôm mới bị hôm bị liền luôn bì nữa, mấy anh em đây lụm ai cũng lụm 2-3 kg vậy, thuốc tôm trong đó đó. Ở trên bè của chú Bảy có cán chánh mà nó trâu xuống vậy, tôm nó nổi đầu ngự chân mới nè. Ở đây là cuối nguồn, nó thuốc bằng nghĩ là tuốt trên kia vậy đó, mà thuốc nó chảy xuống tới đây á. Hôm ở đây mấy anh chị em đây là mấy ký á chân, người nào cũng 2-3 kg 3-4 kg. Nào ổng có 5 kg, bà ổng nhẹ ghê, không có 5 kg. Ăn đi mà ăn cho sáng con mắt mày đi. Bữa nay nghe nói mít xin nương long thể bắt ăn sao giờ này cũng thấy còn ngon à, lành quá trời vậy. Hết chưa? Suy nhược cơ thể hả? Hay là kiếm thêm con chuột con nữa, nghi quá. Chuyện này thấy nghi nghi lắm mà. Ối hả? Biết đầu ối hả? Con không biết đầu, sắc mặt con ối. Mày đẻ hả con gì gai? Để sư mẫu bả xử đẹp đi con. Chạy vậy nó qua nó lại bà qua anh đây xong bà coi vậy xong bà đi về đó hả? Mấy xin nương mình sáng giờ long thể bắt an rồi. Hôm nay cũng có chú Năm về thùng cũng xuống nữa mà ông cũng mới xuống tới á, mấy gà ông cũng về lại Dung biết à, về xong một hai ngày cái gì trả anh, một hai ngày chạy về. Đúng rồi, bà mua tiền nào của đó, bởi vì bà mua có 35.000 một buồng dừa nữa, bởi vì cái dừa này chứ dừa nấy nó nhọn rồi kìa. Cái dừa của người ta nhọn chứ mà nước không kìa. Thiệt không? Uống thử đi. Thiệt không chú, uống thử đi. Bà con lưu bằng coi nè, uống siêu mẫu cho con khô nó ăn ngậm coi đi đã không? Thứ gì chịu nổi không? Nguyên con khô cái lóc nướng luôn. Tấu hàng, bon bát không quà. Siêu quậy xuyên lục địa thì không làm gì đi trời, ngồi đó quẹt quẹt kỳ trời. Bởi nói ra mà nó quẹt có ngày thì nó không có bạn, nhưng bằng chứng rõ ràng đó. Mà bà nương bà bên bà không phải mua nguyên buồn sao mà bà đây mà còn hái trái nữa bà nương hả? Bà chia ra bà hái từng trái vậy hả? Ôi trời, sao sáng không có cái ghe trò vừa không thấy, không thấy sao mà. Ô, có nhà đâu thấy. Út mua. Hả? Lên hả? Rồi rồi, có bè bữa nay con coi ghe nhịp. Không, mình ở dưới bè này chỉ có mình nằm trên võng mà ăn thì nó đỡ xíu. Chứ mình ngồi xuống với bè, đi với bè thì nó hơi say sóng chút, do nó lắc quá trời sóng à. Mình lên giẫm mà nằm nó lắc tới lắc luôn nó đỡ. Ô đại ca nào chạy vô lại bằng bằng nữa.
Thứ dữ không? Nhiều khi họ thang nghĩ là nó tấp vô đâu rồi chứ. Ba trái trước còn ba trái sau rồi. Một cho tốt nữa. Thôi ơi, chột ra tới kìa bạn ơi. Bà Tư đẹp xinh cũng ra tới luôn, giờ Linh tới rồi. Dạo này bà cũng may đồ, có đồ bà may nhà bà cũng ít ra bè. Bà bào tiền. Hồi sáng giờ con chuột trong nhà bà nội nó chống á, ở trong nhà bà ba cốt cán á. Hôm bữa mới có chú nào á, cô nào hỏi mẹ của cũ sủ là ai á, chắc như mấy cô chú nó cũng mới xem clip á, vậy không gành. Đôi bà ba cốt cán đó. Beo dịnh mặn, beo bữa nay sao làm những nhúng hết tiện mà. Bởi vì bình thường mình đặt cái tên ăn với dẻ là đúng mà. Con nhà lông không giống lông giống cánh giống bè xíu mặt mày xây sẩm gì chịu nói chứ bà nữa bà nữa không mà thiệt bạn phụ nữ mà xuống đây khó chịu lắm á. Bà đương bà cũng bấy sấy kìa, mấy người ta ở bè lâu năm còn vậy á, tức là nó cái nhịp cái sàn tối ngày nè, từ hồi lúc mà nó ná, nói chung là vừa sau tết rồi là gió chướng tới giờ là nó vậy đó, cái bè tối ngày vậy nè, bây giờ nó còn đã đỡ chứ thường chắc sáng với chắc trưa á mới giữ. Trời ơi, cái ghe hải nó đẹp lắm. Bao nhiêu ra sớm. Cái ghe đẹp lắm luôn. Thiệt. Bà ra đâu cách đây khoảng 10 phút là thấy rồi. Ghe cái cờ màu trắng với chữ thập. Nó chạy lạng vòng 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 đây nè. Ông Hồng nắm tin tức trên 24 trên 24 như hơn với trẻ luôn, nói là ở Bến Tre có người nhảy cầu. Ờ. Ông Hồng cũng gài là ông nắm tin tức dữ lắm. Ở đâu xa dữ thằng ông mà sao ông nói với cầu Gành Miễu đó. Rồi tôm hôm mà bà bắt được cái máy rồi đâu bà Tư? Còn năm à? Hốt quên bụm. Công trình ba la mà 2 giờ đêm lội bắt nó hốt lùm bụm. Bà Nương, bà đâu bà Nương? Không phải đương chuột cho ông Hồng sao? Kệ bà với bà Tư cầm bột giường tôi á. Thiệt chứ không? Nó ngộ ngộ. Thiệt. Nhẹ mà bà. Trời ơi. Bà đứng kia. Bà đứng kia. Tôi nói bà với bà Nương cầm bột giường bà dám luôn. Nó nằm ở trời. Thiệt không? Nó thiệt đó. Nó là lại chút ơi. Bà cao cao lắm bà Tư. Trời ơi. Nè. Mình chụp hình nha. Ai xấu chịu nha. 1, 2, 3 bắt bắt rồi. Bà Tư bảo nó hầm trong bụng bà nội cha hàng quay viên này. Nó chụp cái tấm hình nữa. Nó kinh mươi một giò. Bà nội quả đen á. Nó trèo lên cây gì nè. Cái bà ồm mà nắc nắc em đây. Cái cây nắc nắc cái cây. Ở đâu ta? Cái cây gì nè, mà bà hãy hãy bà là cái cây nắc nắc. Cái ông nội đó cô già quá, cô là cô đóng quá lớn rồi. Nó bà cây nó bả hại vậy. À thấy cũng có nhiều kênh bị liệu đó mà, ở dưới Trà Vinh cũng có nữa. Cái này
tư cục cạch cục thịt gì đó. Ông tư cái gì? Ông cục cạch. Cái cạch của bà Út đó mà ông cạch, ông chết rồi. Ra ông cạch. Rồi hôm qua đi với thằng Hầu mà nó em nói ở bên này nè, rồi nó mới hỏi vậy có biết ông đó không đó, rồi nó hình như là cũng có nghe đó, hình như ai nói á, hình như cũng có nghe mà thôi để hỏi rõ cũng bà con gì thằng Hầu đó. Rồi con với thằng Hầu có trình thằng Chí cư bà hai bầu của mình thấy không, không có mập mập được rồi. Ông Hầu đó mập chứ không biết hình như chứ cũng không hỏi, nhưng mà nghe ta thì hồi trước chú nghe mẹ con ông gì đó. Ông lội xuống liền. Vậy là nói chung là hồi hôm bà ra là người ta lụm gần hết rồi phải không? Đâu, bà ra là ta mới lượm có chút xíu mà. Mới chút xíu mà mậu lội tới đây cái mua cái xô muốn đầy rồi. Đặt cái khúc giữa đó coi đó mình mà ông Hồng chứ ngần dí à. Tao có chỉ lên trên cái khúc đầu đó đó. là bơi lên bơi xuống mà lụm con khúc đó hoài luôn á. Vậy chứ tụi cái cầu đó này tôi lượm tới. À mà bây giờ hỏi bà nè, hồi hôm bà lụm ở khúc nào đâu? Khúc chỗ mà cái giới đó, giới đó đó tới giới đằng kia nó hai cái giới đó chạy vòng mà ông Hùng ông còn giành với mình á. Ông bơi lại vậy á, ông lụm được con tôm càng bành kia vậy nè. Đảo qua mình đảo lại gì nè để mình bắt nó không. Cái mình lại cái ông bơi xuồng thẳng qua ông ấy mà có mà tư họ bơi qua nó làm khúc nữa. À. Khúc mày thấy nó xịt hết là còn đâu. Ở dưới này nó không có xịt là chỉ nó còn. Vậy mà có cái khúc chỗ ông mày thấy á là ngay cái chỗ đầu cái dưới trên á thì chạy vòng nó đó. Biết ở đây mà tao điểm tao nằm mạnh nhất không? Cái chỗ bảy thái mà ngay chân ống thiết bị cũ hồi xưa đó. Chỗ đó là tao mạnh nhất. Cái xuồng mũ đó ha, ông bơi ao ào ông làm mà thấy ham luôn á, hùng lắm. Mà đó cái là nó chích nó vừa thốt mà vừa chích luôn. Còn mình thì bơi xuồng cây đâu đi đâu đâu. Mà bơi xuồng ai? Xuồng cây con cũ đó mất cái. Đó là lụm nữa, mỗi đó lụm mới sơ qua cái xuồng này sao vô cái đầu được. Bà phải tắm thì mới chích vỏ lại nữa. Bơi nó mới lẹ. Cái xuồng có ham hút kéo lên giờ chìm nữa hả? Chìm nữa rồi. Nãy em thấy cái sạp đi xuống, em thấy cái sạp nó nổi. Vậy nếu mà tao tính tổng thành quả hôm lụm đây khoảng 10, 12, 13 kg ra. Cả đó. Cả đó à? Khoảng gần 20 kg à. Vậy cũng gần bằng cái giá hồi lúc mà trước Tết hả? À, không bằng rồi trước Tết. Trước Tết là 20 hay mấy ký mà. Ê mày, Hùng có 5 kg á. Hùng nó 6 ký. Rồi tôi có hồi chưa 5 ký. Hùng nó cho bà 3 nè, 1 ký cho tăng 1 ký nè. Ủa mà biết Hùng cho sớm ông Tăng, tao không cho ông Tăng. Hùng của tao hết. Tới nửa ký. Rồi cái Hùng cho thêm một bọc nữa cả ký. Cái gì ở đây cô chú coi lâu lâu mình định câu tôm quay clip nó cứ thúc tôm hoài sao câu. Mà chắc Hùng không cho tao đâu, nó nói con mình tao không cho. Ở vậy nó nói vô chụp rồi nó không ra. Tính ra thôi mà lụm được chiếc máy là cũng giỏi chứ bà, tại vì bà lụm tôm chưa có kinh nghiệm mà mấy người đây ta đã lụm trước đó là ta mới có kinh nghiệm rồi, bà phải lụm tôm 5-6 lần nữa. Không được, không chùm tôm. Nó cái gì vậy, nó có đèn không? Có chú quay lụm tôm. Có ăn cái cát đậu này nè, hôm không cát á máy nữa đủ đã ha. Không mày thấy tôm vậy hả, bà lụm có con gà xanh nào? Nó là sữa máy gì đó hả? Càng xanh là phải lụm gần hết nước nó mới lên nhiều. Ừ. Nó lên sao mấy con tôm kia? Cái chỗ đó tao lụm đi tới luôn hoài đó, ông Hùng ông xẹt ngang cái ông lụm được con tôm càng, ông khoe nè bà Tư tao lụm được con càng nè. Phải mà thằng Hùng không đi chỗ đó là tao. Mai mốt chỉ bạn chỗ bà lụm tao bà không cần đi nhiều luôn. Nói thiệt. Là mai mốt mình cứu thuốc tôm phải không? Bà nói là mấy đứa bay nhường cho tao, tao ra trễ. Nhường cái chân cho mỏ nè. Thiệt. Bà cái tấm lều của sư mẫu này nè. Đó, tới chân cái mỏ đó thôi, bà đỡ vô đó thôi, bà lụm đã luôn. Còn là nước mà nó xui kiểu dòng nước này là nó sẽ xuống trận nước thường nó thốt nước cạn đó là nó nước nó quặn xuống cái chân da mỏ là nó bu chân da mỏ không à, ngay chân ngói này nè là nhiều nhất. Ở tiệm hả? Cái xương mẫu mình tứ hành trồng hành trồng huyết rồi luôn. Bữa nào chiếm mày đầu tư tao. Thánh nào ơi, lụm tôm biết bán nó lại được nhiều, bắt kêu đầu tư cái xuồng cho bà. Lụm tôm hả? Vậy hôm bà nương bà coi chỗ chắc bà đâu có đi lụm hả? Không, ai chừng chỗ mà nó đi lụm.
có một làng mấy anh em mình bạn của mình với mít xi nương với củ sủ giăng lưới với mỗi năm dưới đó giăng đi giăng mà lụm tôm luôn lên cho mỏ lụm được chứ mấy gần 2 kg tôm á, đang cứu lưới neo luôn. Clip đó cũng lâu à, mấy cô chú nào xem mấy clip đó chắc cũng biết khoảng 2 năm trước á, quá trời tôm luôn à. Đang cứu lưới tự nhiên thấy tôm nổi lùm phình ra rồi tấp vô luôn, giữa chừng để lưới không cuốn luôn, cuốn được mấy con tay à, vô do lo lụm tôm. Có cái dao kén trắng đó mà. Ở đầu vô, đầu lấy dao. Rồi vô vừa ăn mà vừa uống nước dừa của nó hả chạy. Nó chạy lứ nữa. Kìa thằng Bèo cũng đang nặng chanh rồi, chuẩn bị nấu canh chua. Thả lưới rồi kiếm bán rồi. Quên lấy cái cá gì kêu điện toàn tỉnh. À dạo này bà mai đồ quá trời mà. Mai mà ban đêm mình mai, ban ngày mình thả lưới. Ồ. Lô nhìn mặt Bèo bữa nay kìa bạn ơi, thiệt chứ. Ai bán bậy nó kiếm tiền mua giấy số mà chúng đặc biệt người ta mới có cho. Làm như là nào giờ chưa sống ở bè mới nãy giờ thôi có mặt nó kìa. Xanh mét. Con lắc mới sợ chứ. Sạn xây sống. Cá trên đó. Cá trên đó. Cá nào? Cá trên đầu rồi đó. Chặt thêm trái trắng này nữa nè. Trời ơi bà Tư xinh đẹp, bà chặt. Bà chặt cái dừa mà nước nó dâng lên tới đầu rồi luôn hả? Ờ, dừa nước nhiều đó. Cái này là trái hả mà sư mẫu? Hả? À, cái hành trái hả? Thằng kiếm cầm cái điện thoại cầm tay là biết à. Thiệt. Sẵn bà tôi xin đẹp phải chặt thêm trái luôn mới đủ uống chứ. Cho cái bồn dừa mới mua chỗ này mới mua sáng vậy đó nè, cái trái này nó muốn nứt người ta cho nè chưa nó vô. Cái này canh chua mình nấu với gì, đậu đũa hả? Đậu đũa nó làm như nó hơi thâu vậy, bỏ đi, nó bị vàng, trái đó bị nứt rồi lúc nhỏ đó, không phải nó mới nứt cắn người nó ê nứt bạn coi rồi, bạn coi bà tôi xinh đẹp mới chặt hai trái dừa của cuộc bỏ chưa. Thầy một trái uống được nhưng mà trái thứ hai nó hư, bà đổ bà không biết bà đổ vô cái rồi luôn. Mặt nó nói kìa. Làm gút gột tốn hai trái giờ chặt thêm hai trái khác. Chặt cái đó nữa. Cho tí bột ngọt vô. Đường vô. Con gì nào? Muối vô. Rồi, lo bán thịt. Ừ, lo bán thịt trâu. Vậy là chờ đợi đó hả? Chờ nước chanh ra luôn. Ồ, nước chanh này có tùy chỗ bạn, có chỗ thì họ để chín xong à, nhắc xuống họ mới gì cái gì bà Tư? Giờ này đủ sớm. Trời. Trời sáng có chỗ thì họ nhắc xuống họ mới để chanh vô bạn. Alo. Đó, mình coi này có chỗ nào quay clip giống như mình không? Nó đang quay clip hai mẹ con đó, người ngồi góc đó alo. Thì hồi nãy người góc này alo. Còn đang gọi. Cứ gì chịu nổi không? Cho đậu đũa vô. Quay xong qua luôn. Đậu đuôi á. Bà cứ kiểm tra kỹ cho hai trái đó ngon lành chưa bà Tư? Rồi mày. Bà anh em nếm thử nha. Ê bà Nương, qua đây kể bà nghe chuyện bà Tư nè. Chặt hai vừa phí hết hai trái. Một trái nó báo luôn chắc kìa. Cho bà Tư vừa uống hao quá. Ừ, lâu bà Tư bà ra bà bè bà uống vừa hao vừa có 4 trái rồi đó. Ờ, tao không phải tại tao đâu, tại mẹ mày á. Mày uống cái gì vậy nè. Để đường để uống vô. Đọng trái vô uống. Bà chặt cái trái kia ngon lành chứ. Bớt cái ca này ra nó cho nó nước về nhiều lắm. Bớt cái đi. Có hấp trái nước vừa không? Có hấp gì đâu. Có trái tép mà. Đi cho con can ly đi con uống không? Rồi canh chua mà có cần gì lá. Cần gì lá này là thôi khỏi chê. Đâu con này đâu phải cần gì lá. Nấu chua gì trời. Cái này không phải là cần gì lá. Cần gì ta? Cần tay. Không phải. Cần tay.
Càng Tây có người thì ta kêu càng dày lá mọi người. Ở với tôi không phải là càng dày lá nha, thiệt nha. Tại cái lá nó tròn tròn có ra mấy ngàn. Cái này ăn mấy người ho đồ ăn cũng rất tốt. Đau. Ê, không phải người đào mà nấu con chua ăn chết đó trời. Ừ. Với tôm nó hay vậy? Nấu với tôm nó hay vậy? Nấu với tôm luôn á, tôm hôm đó. Thế nào ăn tốt này cũng nhiều. Quà nữa. Ăn tôm nấu canh chua với đậu bắp tối hay nằm ngủ. Đậu đũa chứ. Mà nói chuyện quỳ dấu mà tối nay tới nào ăn món này xong ngủ tối ngủ cũng nhắm mắt hả? Ngủ cũng phải nhắm mắt à? Chắc bạn ngủ qua mở mắt chua chứ không phải ăn thịt bò đâu, tối ngủ mà mở mắt. Quà nữa. Ăn thịt bò tối ngủ mới ở chuồng. Còn ăn canh chua tối ngủ phải nhắm mắt. Trời ơi trời. Ủa củ sủ anh không có làm món gì nhà lai ra sao? Sao mà nhắm mắt không? Món gì? À cái đó hả? Nè. Mẹ ăn canh chua tối nay ngủ nhắm mắt lên tướng sao nó chua quá không phải nhắm mắt. Còn ăn thịt bò bổ quá nè, mát quá nè, phải ở chuồng. Ủa cái giá này là cái thiết kế nó là vậy hả ta? Chính xác. Ở chuồng nó hay lịch. Vẫn chơi hoài. Ê, để muối, để đường rồi để muối không? Mà từ cái giá này là thiết kế nó vậy hả? Ừ. Quá trời. Nó có cái cán mà nó xúc cái cán rồi. Ừ thì ra vậy bởi nó cái giá cho nó ngủ kỳ vậy. Cái đó cà non. Chạy đừng dẫn chơi nha, mà tao xinh đẹp mình nước dừa mà để một ngọt vô uống đi. Uống ối ỉa chứ coi. Không mà ở làng bè này bà cho uống nước kiểu đó được. Tại bán cá lời quá, uống một ngọt quá tốt. Để gì thiếu nợ thì dễ quên. Ừ. Cái chảo còn nước đá nằm đâu. Nấu rồi. Mới xin đường mới đầu cháy tép. Ngoài bà có cán má. Muốn xài gì? Trên cái hành cho nó luôn. Thầy cũng hành đi nữa. Thớt ra. Đổ từ đầu đâu, chạm đau đảo đâu ra. Chạm đồng hồ khác. Không. Đồng hồ cứ dòm lên đó hoài. Cho tôm vô. Rồi cho tôm vô. Này thay cục pin vô gọi gì không? À vậy đã mới sửa nó. Đi mới người ta nè. Sao kỳ vậy? Hôm đó đưa cho nhí đi sửa nó lên cho nó thay nguyên cái bộ này nè. Mà sao giờ về chạy cho tào lao rồi. Hồi sửa thì nếu mà đã hư rồi ông mua mẹ cái mới có tính ra có trăm mấy chục trăm ngàn vậy. Tùy loại có trăm mấy là xài bạc bà luôn, sửa cũng vậy. Lúc nào bị hết pin thì thay, mua pin thay thôi chứ. Tạo gắn pin hết chưa không chạy luôn. Rồi, chạy xíu nữa. Ừ, đây Mixi Nương đang bầm tối, sáng giờ Mixi Nương cũng lằng đằng mà. Mới ngóc đầu vậy đó. Mày ghét tôi thì quay phim biết nhiêu năm trời rồi Missy nữa. Chế dầu vô, chế nước dừa vô. Mà nữa. Này thợ nó chắc nó phụ rồi. Đó, hại hết bà Tư chặt dừa giờ tới bà nữa rồi đó. Ngộ á, phụ nữ đây bị liệu ngộ không á. Ừ, nghe sao không vậy? Nãy giờ siêu mẫu mới mở đèn đó. Bị liệu không thấy cũng ngộ ra. Gia đình đi câu cá luôn trời, vợ con theo luôn. Không, ở dưới bè mà nằm giỏng nó đã đỡ. Mà đứng hay bà đi trên bè là chóng mặt. Lắc quá. Mình dạy nó là đừng có mà tưởng tượng mà mỗi lần xài, lên xe sợ ói là nó ói hả? À. Không, thường ói là mà đi xe nó ói hơn, nó dặn á. Mà nó dễ ói. Đó, đây bến đò mình đi tới Mỹ Thịnh là chưa tới Mỹ Thịnh là nó ói rồi. Cho nước mắm vô hả? Cho tôm vô. Dạ. Anh muốn ớt hả? Trời ơi, mà nãy giờ mấy cái củ hành tím mà như nương bắp phi lên nó thơm bạn ơi. Hả? Đặng lóc, đặng lóc. Chế ăn cơm chứ làm gì bà Tư? Đâu có. Bữa nay tôm làm hai món luôn á, nấu canh chua đậu đỏ với tôm cháy luôn. Bữa nay đi vô ăn cơm thịt ngon.
Bữa nay ăn tôm không á, chứ phải ăn bở đâu, tôm sông chính hiệu á. Tôm nuôi là xưa rồi. Ủa bé chèn của bà. Nhục là ta đâu có ăn. Mà ta biết nhục tôi mới ăn. Cái câu quyền lợi của bà Tư đó phải không? Người ta nói mình đâu có chết, nhịn đói mới chết hả? Không có chết mà nhịn đói nó mới chết. Không nghe câu nói đó mà mày nói tao nhục. Ngồi lo vô. Ngồi lo vô. Ăn răng chật cho mất khỏi chút mẹ ta nó. Sống như tao vậy nè. Không già. Đúng rồi, đúng rồi. Ai nói thì nói, ai chữ chữ cười nè. Không già nè. Đúng rồi, mình suy nghĩ nhiều quá, đỏ màu dạo à. Chỉ vô, vô. Không vô tư liền, ai chữ mình mấy lỗ tai là mình nghe. Nghe lỗ tai này, dắt vào lỗ tai mình kia. Ít đường vô. Cái nào anh vô kia chín chưa ta? Nãy giờ thấy cũng lâu quá, mình đâu. Chín rồi. Chín chứ đậu đũa nó nói cho mình cũng vừa chứ mình để gục quá ăn có không ngon không nè. Tắt bếp đậu 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 đũa với đậu que mà xào ăn nó giòn giòn nó mới ngon nó ngọt, còn mà xào chín nó bị mèo không ngon. Cần vô vậy là xong một món. Món này cũng mau mà con cháy mau kìa. À nhưng nách nào rồi nữa, nách giật bạc bạc không. Vô, cho nước mắm vô. Cái gì vậy? Cái bè nhỏ đó. Lấy cái bè vuông, sáu vuông kìa lót hết. Cái bè sáu vuông cắt cái nhà một mái lên vậy nè. Bốn cái cột nó làm cái túm cái giữa rồi nè. Để dành cơm qua. Cái mình lấy mua kẽm đó mình đóng vòng hết trơn cái bè nè lên khúc như của đàn tủ đó. Rồi vậy là xong rồi đó bạn ơi, dọn ra chiến đấu được rồi, giờ lên tới rồi, giờ lên tới rồi. Chưa, cái giờ lên. Linh, giờ lên tới rồi. Chúc nó mới lên. Nãy giờ thơm quá, bầu tử nó kêu ọt ẹt ọt ẹt à nè. Mấy người ta. Gà có cái chiêu gì là le lử. Thơm chợt. Đây bà Tư xinh đẹp múc nồi canh chua ra nè, xong rồi. Tôm nè. Tôm quách thì tôm không? Nè tôm nè, ăn tôm không thấy chưa? Cái nền mồi lên cái chảo của tôm cháy rồi. Đúng nhức nách thiệt chứ. Tao nói mày bá ăn chợ chứ mình đồ không ngon gì mà cũng khen ngon. Nè, tôm nữa nè, thấy chưa? Mấy cái chén để cho chip đi. Chút ơi, chút à. Ông kiếm kêu con kìa. Ông kiếm kìa. Rồi chú Nam Như Thông uống rượu bằng ly cả đó hả chú Nam? Ừ. Trời đồ cứng khừ luôn bạn ơi. Rượu cổng kìa nguyên ly trà bá vậy đó. Cũng bây giờ đủ uống đủ gì cũng được. Ba bốn ly đó. Ông hết. Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Mẹ lấy cái tô cho nó. Lấy cái tô cho nó. À, tắt đây ăn cơm thì tắt. Ngoài lỗ tôm đi con. Ủa sao cái tô nè, thứ năm đưa cái chén ra đi. Rồi ăn cái chén thôi, để cho cái chén ăn đi. Nè. Ăn cơm lẹ lên. Con nè. Ăn lẹ đi rồi chút cho anh. Ăn xong đi rồi ăn cơm xong đi chơi. Chúng kiếm ông kiếm quay cái đã. Chút nóng luôn kìa. Rồi, ra cuốn gì vòng kiếm qua rồi. Ăn cơm lẹ đi, hôm ra kiếm thả diều cho. Lẹ lên. Lẹ không ngon hồi tối à. Ăn cơm vô đặng cho nó nặng tí chút xíu con diều không có lôi đi được. Để con diều đó nó là nó lôi con đi luôn đó. Ủa, nguyên cái xà lan gỡ container rồi quá trời quá đất.
giờ này gần 6 giờ mà thấy còn sáng ra, nhưng mà bảo đảm bạn khoảng 15 phút nữa là sụp tối liền, mau lắm, sụp cái là tao hù liền á. Giờ này 6 giờ rồi đó mà còn thấy còn sáng bẩn không, bè có lại cái học bắt đèn rồi nè. Nắng là nắng dữ lắm mà sao mau tối ghê luôn á, sụp cái là tối hù à. Con lưu đã ngồi sao ngồi bớt ăn đem lại con nằm đưa hai chân, mình đưa hai chân đã mời cả nhà ăn cơm nha. Ngày mốt hai là ngày hai dòng xin mời bán cá lại làm thêm bự bự chút nữa. Thôi mình cũng xin kết thúc clip đây ha, chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha, hẹn cả nhà clip sau. Rồi con chuột nó uống rồi, thấy thèm không? Chào nhà nha, hẹn cả nhà clip sau nha. Hôm nay mày sẽ mẫu và thấy sang em chiều đãi toàn tôm với tôm không ha? Chúng tôm, chúng mắm tôm mà.